Mấy hôm mà đây là nhiều rồi. Cố gắng rất là đây, hôm nay là Trần Tường Đao Phủ thay chân Bác Hải đấy, thay chân Bác Hải đấy, đã được truyền Bác Hải truyền nhân cho rồi. Năm sau là cứ phải thay chân Bác Hải đấy. Chưa chắc Bác Hải được thay mong có đây ai được thì mới có thay được gì ngã rồi gì mà lại hiện tại là anh tưởng anh đang làm là 7 phòng rồi cho anh em mà ra đấy là người kia về đấy ở không lo gì hết chỗ ở ăn cơ ở đâu. Vậy mỗi mình nhà mỗi mình tôi chưa đi Phú Quốc đâu. Gì đấy? Có gì để em ra đi. Hỏi ông nào năm nay chẳng đi ạ? Anh nào năm nay chẳng đi ạ mà thì ông kiện chết đấy. Tay tay dòng thớt mãi Phú Quốc điều về Phú Quốc mới ra tàu cái chỗ anh tưởng đây là tay Đao Phủ từ Phú Quốc về đây các bạn ạ. Mày có Phú Quốc về thay được hai mấy ông gục ngã nhà. Thay mấy thằng em trai. Mấy thằng em anh gục ngã. Vâng, đây đúng rồi, 2 phút mà. Không phải là nhanh mày quá. Ôi, quà nào mà nãy cô hỏi cô, cái năm nay cô nhìn thấy chú đâu. Anh cũng về năm cũng đi cách ra rồi. Anh Trung anh về đi ngủ rồi, cháu phải quay lại. Đấy. Chắc uống cái vương hay sao ấy, chắc không đủ nhiệt. Hơi lon.
Đấy, Thím Dung chăm sóc các cháu Phú Quốc nhá. Phú Quốc. Hôm trước ra ngoài nhà các cháu chơi rồi. Đấy. Đây cô bé này năm ngoái là bé xíu dịu mà năm nay không nhận ra được. Nhìn ra cô gái nào xinh gái luôn, quá xinh gái. Rồi mời các anh uống đi. Một, hai, ba, uống. Rồi, ok.